Vì cái con sam trứng nướng mỡ hành này mà tôi phải dừng xe ghé lại quán Hào Hẻm này ăn á. Quán có nguyên một cái hồ hải sản toàn là mấy cái con sam tươi sống đang bơi. Ở Bình Dương thì tôi thấy ít quán nào có con sam sống này. Chưa hết đâu nè, thêm mấy cái con bạch tuộc tươi sống đang bơi trong hồ. Con này mà đem đi hấp là ăn ngon đúng bài. Mấy con cá hồi lòi này phải nói là bao to luôn á. Ngoài ra thì còn có tôm, cá, ốc đủ loại. Chỗ này là quán Hào Hẻm ở Chánh Nghĩa, nằm ở bên hông cà phê Ông Bầu. Mình chạy xuống tầm 20m là sẽ thấy quán nha. Đầu tiên là mình khai vị bằng một dĩa đậu luộc miễn phí. Rồi tiếp đến là mình phải ăn ngay cái món sam trứng nướng mỡ hành. Con sam có hương vị rất đặc biệt. Trứng sam ăn béo giòn và thơm, ăn vào nó tan tanh tách trong miệng rất đã. Thịt sam thì ngọt, tôi thấy nó ngon hơn cả thịt cua ghẹ luôn á. Nhưng nó sẽ hơi ít thịt, chủ yếu là trứng. Món này mà có thêm miếng bưởi ăn kèm là bao ngon. Hào hấp, phần này là 1kg. Con hào bên trong to béo ú ụ, chấm với muối tiêu chanh là ăn dính lắm luôn á. Ốc hương xào bơ bắp, mình ăn kèm với bánh mì. Con ốc hương tôi thấy cũng khá là to. Món này chân ái là phần nước sốt bơ bắp, mặn mặn ngọt ngọt, béo béo, chấm với bánh mì ăn cực dính. Cá hồi lòi nướng muối ớt, thịt cá được nướng trên lửa than vô cùng thơm, mọng nước, ăn ngọt và dai chắc thịt, đơn giản mà ăn hao mòi nha. Bạch tuộc kẽm hấp hành gừng, bạch tuộc được hấp chín vừa, ăn không quá dai, rất tươi ngọt, mà phải công nhận hải sản mà tươi sống, chế biến hấp liền, ăn đơn giản mà ngon thiệt. Quán Hào Hẻm này thì có không gian trang trí nhìn rất là chill, với cái tông màu vàng ấm áp, không gian tầng gác lửng thì gió hỏi rất mát, hội họp bạn bè hay là đãi tiệc sinh nhật cũng hợp lý rồi nha.